ますよ。Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh channel của Cookie. Hôm nay là cuối tuần. Ở cái thành phố mình đang ở thì có cái chương trình là lễ hội ánh sáng này. Cho nên là tối nay mình sẽ dắt các bạn đi xem cái lễ hội ánh sáng ở cái thành phố mình đang ở nhé. Nói chung là nó cũng không có lớn lắm nhưng mà cũng tập trung khá là nhiều người đi. Trời bây giờ cũng khá là lạnh, nhiệt độ bây giờ là khoảng là 10 độ. Bây giờ nhạc rất là ồn, không biết nói mọi người nghe hay không. Lễ hội ánh sáng ở bên đây, ở bên đường. Bên đó là cái tòa nhà Rush House, tòa nhà của chính phủ. Rất là đông luôn.
bãi xe, mấy bãi ở đây rất là rộng nhưng mà bãi nào cũng đông hết. Hôm nay là chỗ này rất là nhiều người, rất là nhiều người đi đến đây nghe nhạc và uống bia. Rồi thấy cái bãi xe rộng mình lên mà đông hết kín chỗ luôn rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi về đây, ở đây lạnh quá. Mấy xe phía sau đang chờ có chỗ trống để đi vô đậu. Gió rất là nhiều. Bây giờ mình đi về đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.